Quý vị có thể thấy bộ tranh Hương Đá Vân Nhường Nhịt, bức bộ cha mẹ của chúng tôi, ván dày 3 phân, khung dày 4 phân, gỗ hương đá, được ngang là 37 và cao là 1m07. Đá được chúng tôi hoàn thiện, không màu và thiếp vàng, rất là đẹp, nhẵn, mịn và rất nổi bật. Đã được chúng tôi hoàn thiện cho một bạn khách hàng ở Nghệ An. Và chúng tôi trước khi đóng gói gửi hàng thì chúng tôi làm cái clip lại để lưu lại làm kỷ niệm, và cũng là để giới thiệu cho toàn thể quý vị khách hàng được biết. Thì ở đây chúng tôi là ngang 37, cao 1m07. Thì sắp tới chúng tôi có thể làm cái loại to cao hơn, 47, 1m27 quý vị nhé, và dày 5 phân, 47, 1m27 dày 5 phân, to dày để cho quý vị chơi cho nó đã. Thì cái giá của nó thì nó cao một chút, nhưng mà nó đã to thì nó phải đắt, đúng không? Thì cái này nhỏ, quý vị thích chơi loại này thì mình chơi loại nhỏ. Thì cái đôi này chúng tôi bán giá nó không hợp lý đâu, chỉ có 3,2 triệu thôi, bao ship toàn quốc quý vị nhé, bao ship toàn quốc. Quý vị mua hàng thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn.